Bây giờ như các anh chị biết á, là cái mô hình kinh doanh truyền thống thì để muốn nhà sản xuất, nhà máy sản xuất mà đến được tay người tiêu dùng thì nó phải qua rất nhiều khâu trung gian. Thì trong các khâu trung gian này thì tổng đại lý khu vực bán buôn bán lẻ thì nó chiết khấu ra cao nhất là tới 45% cơ. Và người tiêu dùng thì phải chịu những cái phí mà lẽ ra là họ không phải trả cho sản phẩm thông qua các phí trung gian này này. Thì đây là câu chuyện muôn đời của anh chị em chúng ta hiện giờ đang là người tiêu dùng rồi. Thì chúng ta luôn phải gánh những cái phí trung gian như thế này. Và để làm sao mà người tiêu dùng gặp trực tiếp được nhà máy sản xuất, cái điều này rất là khó, bởi vì nhà máy sản xuất thường là bán sỉ chứ không bao giờ bán lẻ. Vậy thì đây là mô hình kinh doanh truyền thống. Thì các anh chị thấy đó, bây giờ chúng ta sang mô hình kinh doanh của mô hình của BigCoF nhé. Cũng y như thế này thôi, nhưng mà BigCoF sẽ giúp cho nhà máy sản xuất gặp trực tiếp người tiêu dùng. Và hiện giờ người tiêu dùng của chúng ta gần như là được mua giá gốc từ tổng đại lý hoặc là giá gốc từ nhà máy, thông qua cái việc là BigCoF là tạo ra một cái cộng đồng người tiêu dùng rất là lớn. Và khi những người bán hàng giống như chị Chuyên và các anh chị ở đây này, khi các anh chị bán hàng thì chúng ta cùng nhau chung tay đưa người tiêu dùng tới. Ok, thì chúng ta sẽ cắt hết những cái phần không đáng mà phải chịu từ người tiêu dùng này đi. Có nghĩa là toàn bộ những cái khâu trung gian này được cắt đi hết, và người tiêu dùng sẽ được hưởng toàn bộ những cái giá trị thật của một sản phẩm. Vậy thì người tiêu dùng khi hưởng như vậy rồi thì làm sao? Như các anh chị là các anh chị vào siêu vào trong hỗ trợ BigCoF hoặc đăng ký thì các anh chị đã được tặng ngay 20 triệu rồi, tương đương 20 triệu tiền Việt Nam để đổi ra hàng. Vậy thì khi mà nhà máy sản xuất, doanh nghiệp nhà máy sản xuất họ chiết khấu cho các anh chị khoảng 45% như thế này đi á, thì thay vì họ mất đi thì các anh chị trả lại cho họ 45% bằng cái điểm tiêu dùng BigCoF này. Đó, thì khi đó người nhà máy sản xuất họ nhận cái BigCoF các anh chị chuyển thì họ lại trở thành là khách hàng của những cái doanh nghiệp khác. Thì hiện giờ đang làm như vậy, BigCoF đang tổ chức cho mọi người như vậy và tạo những cái giá trị thật sự dành cho mọi người như vậy. Và rất là nhiều người ngày hôm qua thì Phong có chia sẻ cho rất nhiều gặp các cái doanh nghiệp nhà sản xuất đấy, hai nhà máy, ba nhà máy hôm qua xuống Hóc Môn làm việc các cái doanh nghiệp đó, thì họ nghe mô hình của chúng ta họ rất là thích, họ đợt này họ đưa hết hàng họ vào để gặp người tiêu dùng trong cộng đồng và họ gặp trực tiếp người tiêu dùng luôn. Vậy thì điều này sẽ giúp cho người tiêu dùng có lợi, nhà máy sản xuất có lợi và các khâu trung gian được cắt bỏ đi hoàn toàn. Và cuối cùng là BigCoF của chúng ta trở thành một cái điểm tiêu dùng chuyển qua chuyển lại với nhau. Đó. Thì vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái slide tiếp theo. Mô hình của BigCoF là giảm trực tiếp những cái phần trăm không đáng có mà người tiêu dùng phải chịu. Ok. Và đây, đây là Hoa hậu Oanh Yến, đây là Hoa hậu Hòa bình Thế giới nhé. Thi ở bên quốc tế cũng là một doanh nghiệp, hiện giờ bạn ấy bán mỹ phẩm này, bán rất là nhiều, bạn chiết khấu cho người tiêu dùng. Và các anh chị biết là bạn ấy có những cái sản phẩm bằng đông trùng hạ thảo á, bạn tặng cho người tiêu dùng chấp nhận 100% ở BigCoF. Còn các sản phẩm kia thì bạn ấy chiết khấu cho người tiêu dùng 50-70% bởi vì bạn là nhà sản xuất. Rồi. Đây là một bác sĩ. Đây là một bác sĩ đang bán những sản phẩm do bác sĩ đưa ra, và bác sĩ là người nhà sản xuất cũng mang tới hội chợ của chúng ta bác sĩ bán. Và đây nữa, một số hình ảnh. Đây là hai bác sĩ Sơn với bác sĩ này là hai người đang đứng phỏng vấn cùng với cả cộng đồng BigCoF trong một cái hội chợ lớn. Đây là đang tặng cho người tiêu dùng những cái điểm tiêu dùng đó, 20 triệu ở bên ngoài là đội ngũ hỗ trợ. Rồi đó. Đây mật ong lượng tử nhiều lắm. Đồ ăn đồ uống có hết tất cả. Đây là sản phẩm, một sản phẩm này họ chiết khấu tới 90%. Thì bây giờ các anh chị có thể lên trên sàn thương mại điện tử của BigCoF.net ấy, thì các anh chị xem những sản phẩm này đã được đưa hết lên trên đó rồi. Đó. Đây, đồ ăn đồ uống đủ hết, họ ghi hết như thế này luôn. Họ ghi tất cả như thế này luôn để cho người tiêu dùng dễ mua, và họ để số điện thoại. Vậy thì các anh chị mua cái gì các anh chị gọi điện rồi là chuyển cho họ tiền Việt Nam bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu phần trăm BigCoF. Cứ như vậy chuyển. Vậy thì 20 triệu chúng ta đủ để đi chợ chưa ạ? Rất là đủ đúng không? 20 triệu có thể chúng ta đi chợ nguyên cả tháng cho gia đình được. Và đây là một điều rất là tốt dành cho người tiêu dùng đang được nhận miễn phí. Đấy. Ok. Vậy thì thời đại thanh toán số đã tới rồi, thì các anh chị làm dùng Momo, Zalo, tất cả nó đều có pay hết, thanh toán gọi là không tiền mặt hết. Vậy thì BigCoF của chúng ta cũng có một cái ví. Thì như các anh chị biết là cái ví của chúng ta là ví đây, mỗi người tham gia hội chợ mini được tặng 10 triệu. Rồi. Chúng ta có một cái ví là ví MetaMask hoặc ví Prime. Chúng ta có ba ví để đựng cái điểm tiêu dùng BigCoF này, là
MetaMask, hiện giờ MetaMask thì dùng cho cả Android và iOS được. Còn Bride là của mạng blockchain Bitcoin và chúng ta đang dùng cái phí của nó là đồng Bride ấy, là chỉ có Android thôi nha. Đó, đây là hai cái ví mà thông dụng để chúng ta được Bitcoin app và chúng ta chuyển qua chuyển lại với nhau bằng mấy cái ví này, giống như ví Momo vậy đó. Ok. Rồi. Và vẫn là mô hình truyền thống thôi. Bây giờ như Phong nói cái slide đầu á, là nhà sản xuất họ chiết khấu cho các anh chị tiêu dùng, như các anh chị đây này, các anh chị có 20 triệu ấy, các anh chị trả lại cho họ 45%. Ví dụ chai nước 10 ngàn họ bán cho các anh chị là 6 ngàn, thì các anh chị đấy chuyển 4 ngàn bằng Bitcoin cho doanh nghiệp, thế là doanh nghiệp họ trở thành cái khách hàng của doanh nghiệp khác, được chưa nào? Đó, đây hỗ trợ tiêu dùng hàng tháng đây, để anh chị xem một đoạn nhé. Coi chúng ta cùng nhau coi một đoạn như vậy đó. Vậy thì với hỗ trợ tiêu dùng của Bitcoin app hàng tháng á, thì nó có lợi gì, những quyền lợi dành cho doanh nghiệp và những quyền lợi dành cho người tiêu dùng là gì? Doanh nghiệp thì họ đến với Bitcoin app á, thì họ thu được tiền về ngay, có nghĩa là họ gặp trực tiếp mà không có bị phải là gối đầu hay là nợ gì cả. Nhưng tuy nhiên là cái số tiền bán của người tiêu dùng nó ít, nó không có nhiều, nhưng quan trọng nhất á, là họ lại tìm ra được các đại lý đó, cái đó là quan trọng nhất. Cái thứ hai, chiết khấu chi phí bằng bằng chiết khấu qua các khâu trung gian thôi, và họ sẽ không mất đi một đồng nào, lãi suất vẫn như vậy, tiếp cận được nhiều khách hàng nhanh chóng và hỗ trợ tham gia, phí tham gia hội chợ rất là thấp. Các anh chị nào mà bán ở các hội chợ lớn của Bitcoin app thì tham gia chỉ khoảng tầm mấy trăm ngàn, 1 triệu, 2 triệu gì thôi, chứ không có nhiều đâu, nhưng mà lại được trả về mấy chục tỷ cái đồng Bitcoin, cái điểm tiêu dùng Bitcoin app này về ví, chứ không phải mất đi. Rồi được truyền thông đa kênh thông qua các kênh của Bitcoin app. Còn người tiêu dùng thì được thưởng vào ví điện tử 10 triệu. Đây là 10 triệu này dành cho hội chợ mini nhé. Còn 20 triệu là dành cho những hội chợ lớn. Được doanh nghiệp chấp nhận thanh toán một phần qua điểm và mua rất nhiều mặt hàng chất lượng cao. Và được bốc thăm trúng thưởng. Đây là về cái cơ chế của hội chợ. Rồi, còn anh chị nào quan tâm về thành viên của Vinlife là sở hữu 1.000 tỷ thì có rất là nhiều những quyền lợi khác nhau. Rồi, ok.